1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay đã là cuối tuần rồi, các bạn có đi đâu chơi không? Nếu có đi chơi thì nhớ dẫn những bạn búp bê giấy đi chơi nha. Và các bạn ấy cũng cần phải làm nail, làm móng tay đó. Và đây là bộ sticker hướng dẫn cho các bạn sẽ cùng làm nail, làm móng tay da cho các bạn búp bê giấy nha. Đây là một cái shop để làm móng tay nè, rất là xịn sò luôn nha. Và tiếp theo, đây chính là cô thợ làm móng. Và cô thợ làm nail này có mái tóc vàng và có tên là Toto. Toto xin chào các bạn. Có người đến làm nail rồi thì Toto sẽ bắt đầu mặc áo vô nè. Đó, và có giày. Và sau đó Toto sẽ mang thêm một cái yếm nữa nha. Đó, để cho đảm bảo sạch sẽ. Tóc tai thì cũng phải gọn gàng nên Toto sẽ cài một cái cài thiên thần. Sau đó, để đảm bảo vệ sinh hơn thì Toto cũng sẽ đeo khẩu trang. Và bây giờ chúng ta sẽ qua trang tiếp theo. Quý khách muốn tư vấn cái gì thì có thể ngồi ở cái bàn này nè nha. Đó, cái bàn này là cái bàn để tư vấn khách hàng nè các bạn. Và thỉnh thoảng thì Toto sẽ chui xuống đây ngủ, nếu như mà mệt quá có ai kia thì Toto sẽ ngồi dậy. Và đây, đó, đến với tiệm nail của Toto thì các bạn xem có rất là nhiều loại nail. Và đây là tình yêu của Toto nha, các bạn vui lòng chọn móng đi, màu xanh biển cả. Đó, rồi màu của tháng 3 nắng nóng nè. Đó, hay là màu của mùa xuân hồng hào, hay là các bạn thích nail bò sữa, hay là thích nail rực lửa, hay là thích nail kiểu như là galaxy, cầu vồng, ngựa một sừng, pony, hay là thích nail của những chiếc lá xanh mướt. Wow, shop hả có đầy đủ hết luôn nha. Ngoài ra shop của Toto còn có rất là nhiều trang sức nữa nè nha. Đó, có thể đính đá lên trên nail bằng cái charm con thỏ nè, charm bông hoa, charm trái tim, charm nơ, hay là những chiếc nhẫn, đó, nhẫn vàng nè. Wow, những toàn tan bông hoa, những ngọc trai, nhẫn đôi đó. Rồi đây nữa, wow, quá dễ thương. Rồi những kim cương và cả những cái lắc tay, những cái dây đeo thời trang, đồng hồ. Đó, tha hồ cho các bạn chọn lựa để đeo lên trên tay của mình. Và đây là để đặt cái bàn tay lên nè. Xin mời quý khách hãy đặt tay lên trên đây để cho chúng tôi sẽ bắt đầu làm nail nha. Dụng cụ thì gồm có đồ cắt móng tay, đồ dũa, rồi khăn để chùi móng sạch sẽ nè. Rồi cái này là nước tẩy nếu như các bạn có sơ móng tay. Cái này là bột ha, để mà ủ móng nè. Còn cái này là bột để đắp lên móng nè. Đó, các bạn sẽ bắt đầu lần lượt nha. Và bây giờ Toto và các bạn sẽ cùng làm nail ha. Nếu như đây là khách thì chúng ta sẽ ngồi gần đây để làm nha. Nhưng mà ở đây là hướng dẫn cho nên Toto sẽ để như thế này để dễ hướng dẫn các bạn hơn. Để như vậy thì các bạn mới nhìn rõ hết luôn nha. Và Toto sẽ đứng ở đây. Đây là một cái đồ cắt móng tay màu hồng dễ thương nè. Chúng ta sẽ cắt bụp 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 bụp. Đó, cắt này phải cong 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 theo nha. Để không thôi á, vô móng tay là khách hàng á sẽ la đó nha. Đó, rồi nếu như có đau thì xin quý khách hãy nói nha, để tôi sẽ cắt cẩn thận lại, cắt dài hay cắt ngắn đây. Rồi sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ tiến hành là dũa móng tay nha. Đây các bạn ơi, chúng ta sẽ dũa. Dũa một lớp cứng, sau đó dũa thêm một lớp mịn á. Đó, dũa để cho những cái móng tay của ta nó tròn, nó không có bị xước. Bởi vì cái hồi nãy mình cắt á, nhiều khi nó vẫn còn những cái vuông vuông. Rồi sau đó thì chị sẽ sao ta, thấm cái nước này ha. Đó, thấm một ít lên. Sau đó thì cho nó ướt sơ sơ nha. Sau đó thì chùi cho nó sạch á. Ý là cái này nè, để chùi cho nó sạch. Sau khi chùi sạch xong thì chị bắt đầu mới quạt cái nước nè. Đó, để dưỡng móng. Đó, dưỡng cho nó móng nó sạch, thiệt là sạch. Rồi sau đó mình lại tiếp tục lao. Và rất là nhiều căn bàn luôn. Sau đó thì bắt đầu là rắc cái bột lên. Đó, và chà nha, chà cái móng đây. Đó, và bắt đầu là ủ móng, đắp móng nè các bạn. Đây ha, nhìn nó rất là ghê nhưng mà không phải đâu. Đây là cái phần ủ móng nè. Tất cả đều là sticker nha. Cái này là tảo biển nha các bạn. Đó. Đó, mình sẽ ủ cho cái móng của chúng ta nó bóng và nó khỏe lên á. Tại vì nếu như mà chúng ta suốt ngày cứ đi sơn rồi rửa cồn biết á, cái móng tay của chúng ta nó sẽ bị vàng và nó yếu lắm, nó dễ gãy. Chúng ta phải có cái đoạn này nha. Đó, dưỡng móng nè các bạn. Đó, dưỡng móng bằng tảo biển. Đó, nhìn sơ chắc tưởng nó là móng của bà phù thủy luôn á nha. Nhưng đây là công đoạn dưỡng móng. Chỉ có shop của Toto là phục vụ rất là tận tình và đủ thời gian dưỡng móng xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tháo ra. Yeah, móng tay đã khỏe hơn, bây giờ chúng ta sẽ đi sơn nha. Nào, hãy đi cùng Toto. Ok, trời ơi, tôi phải khóc theo cái này nữa chứ. Wow, và đây nè, có rất là nhiều loại móng nha. Các bạn hãy chọn một loại đi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn màu gì đây ta? Màu này. Này, trời ơi, cái nào cũng dễ thương. Quyết định rồi, mình sẽ chọn con thỏ này nha. Đây, bàn tay đang nằm ở trên đây thì chọn cái con thỏ này thì nó sẽ rất là hợp lý. Và bây giờ là chúng ta sẽ dán móng vô nha các bạn. Đó, đây là công đoạn dán móng.
dán móng giả vô. Bây giờ ít có ai mà để móng dài tự nhiên lắm các bạn. Đó, nuôi móng rất là cực đó, cho nên thường là người ta sẽ đắp móng giả lên cực kỳ nhanh. Mà thích mẫu nào là ra chính xác mẫu đó, thấy không? Ok, bàn tay con thỏ rất là đẹp nha. Và nếu như mà có không thích thì chúng ta cũng có thể dễ dàng đổi đó các bạn. Đây, đó. Các bạn thấy sao? Móng tay con thỏ thì nó có xinh không nè? Ok, các bạn thích màu nào thì comment liền đi nè, chị sẽ làm nha. Đây, ok, bàn tay thỏ. Ê, cũng khá là dễ thương đó nha. Nhưng mà chúng ta được đổi đó. Chọn lại đi, cái đó chị mới dán thử thôi. Hay là mình chọn bò sữa đi. Bò sữa cũng khá là dễ thương. Ok, sẽ tháo móng này ra. Rồi, móng tay đã sạch nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ dán móng bò sữa vô. Với hai màu trắng và đen á, thì nó cũng khá là cá tính nha. À, các bạn nghĩ sao? Ok. Wow, cũng khá là ấn tượng. Bây giờ để mất đỡ tốn thời gian thì chúng ta sẽ chọn luôn cái màu cầu vồng cho cái bàn tay này nha. Để mình so sánh coi cái nào đẹp hơn. Đó, một bên là bò sữa trắng đen đơn giản. Còn bên đây á, thì là cầu vồng nè. Wow. Đây. Rồi, các bạn xem, một bên là phù thủy, một bên thì là thiên thần hay sao đó, đúng không? Rồi, nhìn hai bàn tay với hai phong cách đúng là khác ha. Nhưng nếu khách hàng vẫn muốn tiếp tục thay đổi thì chúng tôi lại tiếp tục đổi mẫu. Và kỳ này á thì chị khách chỉ nói là chị muốn là màu đỏ nè. Đó, trời ơi, bởi vậy làm nail á cũng cực lắm. Mỗi người một ý và người ta cứ kêu mình đổi hoài như vậy đó các bạn ơi. Nhiều khi á mình cãi là chị la đó, màu đỏ như vậy được chứ? Chưa được, đổi thử màu vàng bên đây. Cái gì một bên đỏ một bên vàng hả? Được rồi, tôi sẽ thử thôi. Quý khách cần thì chúng tôi sẽ chịu hết mình luôn. Đây là tiệm của Toto mà. Đó, một bên đỏ và một bên vàng. Quý khách hãy chọn đi, xem màu nào thì đẹp hơn. Đây các bạn xem nè. Đó, màu vàng thì tươi tắn, màu đỏ thì nhìn sáng trọng. Nhưng vị khách này vẫn chưa chịu và muốn đổi tiếp. Hả? Trời ơi, muốn đổi nữa. Nhưng mà ok, ok, tôi sẽ chiều quý khách. Biết sao giờ, chắc tại vì hả vị khách này nói là nail ở đây đẹp quá cho nên là muốn thử hết luôn để xem coi cái nào đẹp hơn. Và đây, tới là màu xanh rồi đó nha. Màu xanh biển cả, màu xanh của bầu trời, màu xanh của pha lê. Quý khách dự ý chưa? Quý khách vẫn còn muốn màu xanh lá ha. Ok, lá thì lá. Chúng tôi làm việc gì đam mê mà, chúng tôi đâu có biết mệt đâu. Quý khách cứ tha hồ đòi hỏi đi, chúng tôi sẽ chịu hết luôn. Nếu là các bạn thì các bạn có chịu hết không? Đây, hai màu, xanh lá và xanh nước biển, thích màu nào hơn? Hơi, quý khách nói là thật khó chịu, khó chọn chứ lọt. Hơi, hay là bây giờ mình thử đủ màu đi, shop có bao nhiêu màu thì đính lên hết luôn. Trời, chưa bao giờ tôi thấy trường hợp nào như vậy. Nhưng, được rồi. Yeah. Và bàn tay đủ màu như thế này thì thấy như thế nào? Ok, quý khách đã chịu một bàn tay đủ màu như thế này. Còn các bạn nghĩ sao về một bàn tay đủ màu như thế này? Hay lạ thiệt, từ đó tới giờ tôi mới thấy có một người yêu cầu như vậy. Và bây giờ thì đã đến đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ sơn dưỡng móng, bảo vệ móng. Có rất là nhiều màu và tiệm của Toto rất là kỹ luôn. Màu nào sẽ dưỡng bằng màu đó nha các bạn. Đây, màu xanh lá thì Toto sẽ có một cái chai dưỡng màu xanh lá như thế này. Đó, chúng ta sẽ thử và sẽ quệt lên để dưỡng nha. Đó, các bạn xem. Sau đó thì mình sẽ cất vào đúng cái ô cho gọn gàng nha. Tiếp theo thì là cái ngón màu đỏ nè. Ngón màu đỏ thì mình sẽ sơn nó lên. À, ngón này cũng đỏ nè. Ok. Cái ngón này nó màu cầu vồng nè, chẳng lẽ mình sơn ba màu. Thôi thì mình lấy cái nước dưỡng màu tím thì để mình sơn đi nha. Ok. Rồi đến là màu đen. Ok, và màu xanh lá. À không, đến là màu hồng nhạt nữa nè các bạn. Quá trời màu luôn á. Các bạn thấy không, nếu như mình sơn một màu á thì người thợ người ta sẽ đỡ cực. Còn đây á, trời ơi, đủ màu hết, là mỗi lần là phải mỗi đổi cái chai đó. Rồi đến màu vàng nữa nè đó. Ok, lắc rồi mới bắt đầu sơn nha đó. Đó, các bạn thấy không, rất là công phu đó. Nhiều khi còn bị la nữa, sơn không đúng ý đó. Có người thì dễ tính, có người thì rất là khó tính luôn. À, màu xanh này chúng ta sơn rồi, như vậy là đã hoàn thành rồi. Chưa, khách còn muốn được trang trí nhẫn đồ nữa. Và đây có rất là nhiều nhẫn để trang trí cho quý khách nha. Chúng ta sẽ cùng xem. Ở đây có một cái đồng hồ màu hồng nè. Trời ơi, xinh chưa? Quý khách thích sắc màu thì tôi nghĩ rằng là chiếc nhẫn này nè, nó toàn ten là rất là đẹp nha. Tay ở bên đây á, nè, đó cái này nè, nó cũng đủ màu nè. Và nó cũng sẽ có cái nhẫn đủ màu như thế này. Đẹp quá đúng không? Không, người ta nói nhiều màu quá không thích, thích ít màu thôi. Ê, cũng ngộ lắm nha, móng tay thì đủ màu mà bây giờ thì trang sức thì chỉ thích một màu ư? Cũng được. Đây nha, một bên sẽ là đeo màu tím nè,
một bên thì sẽ đeo là vòng màu đỏ nè. Và đây ha, sẽ có chiếc nhẫn tím đây nha. Đó, phù hợp với cái này cùng màu nè. Đỏ nè, thì cũng có một chiếc nhẫn đỏ nè, đeo trên ngón đỏ luôn nè. Thấy được chưa? Trời ơi, vị khách này khó thiệt, vẫn chưa chịu luôn. Thích cái gì dễ thương hơn? Ôi, như vậy cũng chưa dễ thương hơn hả? Được rồi, chúng ta sẽ đeo cái dây con gấu này nha. Và có chiếc nhẫn thiên thần nè. Và mình còn có thể đeo thêm nhẫn đôi. À, nếu vậy thì chúng ta sẽ đeo như thế này. Đó, chườn ống giữa ra nha. Còn ở bên đây á, thì là có gấu rồi. Ở bên đây thì mình sẽ đeo thêm bông hoa. Đó, đeo rất là nhiều luôn. Rồi trên móng tay á, thì có thể là đính thêm charm nè. Đó, để cho nó dễ thương nha. Ok không nè? Đó. Trời ơi, chiều hết sức chiều luôn đó nha. Và vị khách nó vẫn chưa chịu. Trời ơi trời, bây giờ sao đây? Bây giờ không chịu hả? Không chịu thì tôi sẽ tháo ra hết. Tôi sẽ tháo ra hết, xin mời quý khách đi về. Quý khách tới đây đằng quậy tôi hay gì? Hả? Trời ơi, sáng giờ tôi chưa làm gì hết. Được rồi, tôi sẽ tháo ra hết luôn. Và chị đã tháo hết. Và đây, do quá cực, Toto đã trả hết đồ, bỏ nghề luôn, nghỉ luôn đi về, đặng đi học tiếp. Chứ không có đam mê làm móng tay, móng chân cho khách nữa. Trời ơi, gì mà khó tính quá đi. Mới đi làm ngày đầu mà Toto đã gặp một vị khách như vậy rồi. Đó, cho nên là Toto quay về đi học tiếp nha các bạn. Lấy hết đồ nghề về đi học tiếp. Hy vọng rằng lần sau, tiệm của Toto sẽ đông khách hơn và gặp được những vị khách dễ hơn. Và Toto sẽ làm móng đẹp hơn nha. Chứ lần này thì do Toto cũng làm chưa có đẹp lắm. Còn các bạn thì nghĩ sao, bình luận ở phía dưới nha. Với bộ sticker này thì cũng chơi khá là vui á. Chúng ta có thể nhào lộn, đổi móng đồ tùm lum tùm la, khá là thú vị. Đó, chị cũng cho nó là 9 điểm luôn đó nha. Đó, còn video thì đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và yêu các bạn rất nhiều. Bye bye.